Hiếu Minh Audio chi nhánh miền Nam xin chào toàn thể các bác và anh em thanh trên mọi miền Tổ quốc. Và hôm nay thì em Hải lên một clip ở trong cơ sở 2 của Hiếu Minh, có trụ sở tại 48B, thị xã Ba Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì em sẽ lên một clip để quảng bá và giới thiệu đến các bác và anh em một chiếc trầm hơi Bát 40 có thương hiệu là Koda G15 Bát 40 này. Với công suất Bát 40 thì phù hợp cho các bác và anh em phối ghép trên các bộ dàn karaoke hay là nghe nhạc từ không gian khoảng 20m² cho tới là 45-50m², một sức rất là khỏe, tiếng bass rất là sâu. Koda là một trong những thương hiệu nằm trên top thế giới các nhá, nằm trên top thế giới. Hôm nay thì em về được một lô hàng như em đã chia sẻ trên kênh các bác, vài chục quả súp hơi Koda, và hôm nay thì em đã chuyển hàng từ ngoài Bắc vào trong miền Nam. Và ngoài những chiếc trầm hơi Koda này thì em còn về những sản phẩm khác nữa, như dòng súp Gutin này, súp BD Autic và rất nhiều các sản phẩm như đẩy công suất và để phun mã để nhằm phục vụ các bác và anh em đam mê âm thanh trong dịp ngày lễ Quốc khánh mùng 29. Các bác yên tâm nhé, đã trong cơ sở Nam thì đã có phun mã rồi, các bác có thể thoải mái qua để trải nghiệm về các mẫu mã cũng như là trải nghiệm chất lượng các sản phẩm âm thanh tại Hiếu Minh Audio. Và trong clip ngày hôm nay thì em sẽ xin trân trọng để giới thiệu đến các bác và anh em một chiếc trầm thương hiệu top thế giới Koda, thương hiệu của Đức và sản xuất tại Đức luôn nhé. Nếu mà các bác check ở trên Google với chiếc súp Koda G15 Bát 40 này thì các bác có thể ra được là 10 chiếc trầm Koda này, sản phẩm mới có giá là 43 triệu đồng nhé. Còn hàng bãi thì sẽ giá rẻ hơn được một nửa. Và khi các bác mua hàng bãi tại Hiếu Minh Audio thì các bác yên tâm, với cái uy tín của Hiếu Minh Audio đã gây dựng gần 10 năm nay thì em cam kết với các bác là tất cả các sản phẩm hàng bãi cũng như là chiếc trầm hơi Koda này thì bên em cam kết với các bác và anh em là hàng zin xịn 100%, zin xịn nhé. Và chiếc trầm này thì zin xịn từ chiếc ốc cho tới là ê căng vỏ ngoài. Đó. Tất cả luôn, từ driver, bass chép, dây điện bên trong đều zin xịn hoàn toàn 100%. Đấy, những cái lô hàng đắt tiền như này thì em phải check rất là kỹ càng và cẩn thận trước khi là bán đến khách hàng tiêu dùng. Và đây thì em đang để hai quả súp và một quả thì em mở sẵn rồi. Nhưng trước hết thì em sẽ giới thiệu về phần ngoại thất, ngoại hình của chiếc trầm Koda G15 này. Các bác có thể thấy là form từ nhìn vào thì thiết kế nó nhìn form rất nhỏ gọn đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì thiết kế cái ê căng này là ê căng cong và tràn viền, cho nên là cảm giác nó rất là thon gọn và rất thẩm mỹ đúng không ạ? Rất phù hợp cho các bác và anh em phối ghép trong không gian gia đình, nhìn vừa thẩm mỹ này vừa trang trí phòng khách. Koda logo các bác nhé, logo đặc trưng của nó này rất là đẹp. Ê căng này, căng bằng sắt này là rất chắc chắn này, đánh rất chắc chắn luôn, các bác đánh to không sợ rung, không sợ bị tạp âm. Và cái này thì nó vừa bảo vệ luôn cho cái phần driver, chính là bass ở bên trong của chiếc trầm này. Lỗ thông hơi bốn góc ở phía trước. Lỗ thông hơi phía trước này thì các bác có thể nhét súp này sát vào tường, không lo bị cộng hưởng ù tiếng bass. Bên trên này, bên trên có hai lỗ này và một cái lỗ cọc cắm loa này. Hai tay sách ở hai bên và sơn là sơn sần cát đặc trưng này, đặc trưng của dòng súp Koda G15. Thiết kế thùng rơi khoảng tầm 60cm, hơn 60cm. Và chiều ngang thì khoảng tầm 45-46cm. Rất là thon gọn, rất là đẹp. Sâu về phía sau này thì tiếng bass cho ra rất là sâu và uy lực. Và mời các bác cùng khám phá phía sau với cũng như công suất của chiếc trầm Koda này nhé. Koda model là G15 súp phiên bản 1.0 và trở kháng là 8 ohm. Công suất của nó cực kỳ kinh khủng các bác này. Công suất này RMS lên tới tận 1250W. Công suất trung bình cho ra là 1250W và cực đại lên tới 5000W. Tức là chiếc trầm 40 này công suất cực đại nó còn khủng hơn cả chiếc trầm 50. Koda 18 là cực đại là 4000W mà Koda 40 này đấy, nó lên tới 5000W cơ. 40 nó cực kỳ khủng này. Và đây là sản phẩm chính hãng được lắp ráp và sản xuất theo dây chuyền công nghệ tại Đức, Germany này. Các bác có thể vào website
www.coda-audio.com để check được cái model Coda GS15 này nhé. Theo dây chuyền sản xuất của nó cực kỳ là nghiêm ngặt và cực kỳ là đẳng cấp chất lượng. Từ những cái phần driver bus nó thiết kế là đều làm thủ công hết, rất là cẩn thận. Đầu ra thì có hai cổng cắm, một cổng speaker Neutrik input và một cổng output này. Rất đẹp. Zin từ chiếc ốc thôi nhá, zin từ chiếc ốc này. Và em đã kiểm tra rất là kỹ càng. Bác yên tâm khi qua cửa hàng Hiếu Minh Audio mua những chiếc trầm hay là những hàng bãi tại Hiếu Minh. Và bây giờ thì em sẽ quay phần driver cho các bác xem. Thiết kế là bắt neo rồi. Coda. Công suất của củ bát là 1200W và cộng hưởng với thùng nó sẽ cho ra là 1250W công suất trung bình RMS. Và đây series của em nó là 15R1850-8 ohm. Series này 60714. Sản xuất chiếc súp này là sản xuất thứ tự này, 714 này. Các bác có thể mở những chiếc trầm quay xem những clip mà chiếc trầm mới nó sẽ theo thứ tự rơi vào khoảng tầm 900 đến 1000. Thì cái bản này bên em về nhá, rất là còn mới này, rất là đẹp này. Bản bãi này rất là đẹp luôn. 714. Neo 8 khung xương ga. Rất là chắc chắn. Và các bác có thể thấy ở viền này, những la răng này. La răng bảo vệ phần côn bên trong, màng nhện. Và chân tiếp xúc dây điện thì được hàn qua một lớp nhựa bảo vệ, nhìn rất là đẹp. Và tất cả những chân tiếp xúc này đều được bọc trong lớp keo dính, lớp dính này bằng nhựa này. Còn nguyên zin nữa nhá. Và phần côn điện bên trong thì phần này theo công nghệ của Coda giới thiệu thì là sử dụng là bằng thủ công. Đây. Thủ công đúng nhá, thủ công này. Nhện màu vàng. Keo cũng màu vàng luôn, đồng màu. Tất cả các lớp keo này người ta là đều là sử dụng thủ công hết. Các bác có thể lên website của Coda để check. Đã, thương hiệu Coda đã giới thiệu đến người tiêu dùng. Và đây là phần mặt trước sử dụng là hai lớp gân rất là to. Côn cực kỳ cái phần offer này cực kỳ khủng thôi nhá. Cực kỳ khủng này. 17 cm. Quá to, cực kỳ khủng luôn. Còn phần này người ta bôi keo bằng máy. Phần hai lớp. Hỏi sao công suất lên tới tận 1200W phần bát này. Và cộng hưởng vào thùng là 1250W công suất RMS trung bình. Và thiết kế phần thùng là bằng gỗ MDF, là ép miếng của gỗ bạch dương balit. Đây em có thể đếm được là rơi khoảng tầm 11 lớp, theo thiết kế là 11 lớp gỗ bạch dương này các bác này, nhìn này. Đây, ép miếng này. Về phần thùng thì các bác có thể thấy là thiết kế thùng rất là chắc chắn. Đấy, ở đây là thiết kế thêm rất nhiều cái thanh chắn ngang này. Thứ nhất ý, là bởi vì thiết kế của chiếc súp Coda này thì công suất lên rất là khủng và đánh tiếng rất là sâu. Nếu mà phần thùng này nó không làm chắc chắn ý, nó sẽ có tạp âm, như là tiếng kêu của thùng vào tạp âm nghe rất khó chịu và không thể làm hay được. Và đây thiết kế thùng người ta tính rất là chắc chắn này, làm thêm hai thanh ngang trên, thanh ngang giữa. Đầu tiên tác dụng của nó là để giữ vững thùng, làm chắc thùng, không có tạp âm của ngoài tiếng súp ra, chứ không có tạp âm pha tạp vào. Và thứ hai nó cũng sẽ là một phần để cộng hưởng với tiếng bát, ở với tiếng bát để tạo nên cái tiếng nó tròn trịa nhất. Dây điện nguồn rất là to các bác, dây lõi to và nhiều sợi. Lõi to nhiều sợi thì khi truyền tải tín hiệu nó sẽ giảm bớt cái độ nóng, giảm bớt độ nóng, cũng như là những sợi dây loa bên em bán ấy. Nó khác với dây điện trần phú, dù là cùng là lõi đồng nhưng mà nó lại sử dụng nhiều lõi và nhiều sợi. Thế nên khi truyền tải tín hiệu thì nó sẽ giảm thiểu cái độ nóng và đảm bảo hơn cho cái dây điện và cũng như là chất lượng của sản phẩm, các bộ loa khi sử dụng. Có lẽ là với những chiếc trầm cao cấp như thế này thì cũng không phải nói nhiều nữa, bởi vì đây là một cái thương hiệu nằm top thế giới, Coda GS15. Hàng mới thì đang có giá là
43 triệu các bác có thể lên website cũng như là rất nhiều cơ sở anh em đang bán. Còn hàng mới này, hàng bãi này thì các bác sẽ mua được cái giá tốt hơn, và cũng như là với cái uy tín và bảo hành của Humalo cam kết với các bác là hàng zin xịn 100%, các bác yên tâm sử dụng. Và những chiếc trầm bãi này thì chắc chắn là tiếng bát sau khi sử dụng rồi thì tiếng sẽ mềm hơn so với hàng mới. Và các bác có nhu cầu về sản phẩm trên có thể liên hệ qua Hiếu Minh với các số điện thoại online là 0919182233 và 0869972 9. Trong cơ sở miền Nam thì có số online là 0982352313, hoặc là các bác có thể qua trực tiếp cơ sở Hiếu Minh là mắt thấy tai nghe trực tiếp trải nghiệm chất âm của chiếc trầm hơi Koda này. Ngoài miền Bắc thì em có cửa hàng tại chi nhánh là địa chỉ 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Trong miền Nam có trụ sở tại 48B cư xá Ba Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, nằm trên quốc lộ 22 và cách bến xe Sương khoảng 500-700m. Bên em có hỗ trợ trả góp và có giao hàng toàn quốc. Và bây giờ thì cũng là test một đoạn chất âm của chiếc súp Koda này gửi tới các bác và anh em nhé. Và bây giờ thì em đang đấu ở trên chiếc nâng tiếng này xuống đẩy, đánh trên chiếc đẩy 1000W trên một cây để test thử chất âm của chiếc trầm hơi Koda G15 này nhá. Xin mời các bác cùng thưởng thức này. Ok, để nói mà dù em nghe bao nhiêu lần rồi mà nghe cái chất âm của chiếc trầm hơi Koda SG15 này thì cũng là cực kỳ cảm xúc các bạn. Nghe tiếng bát rất cực kỳ uy lực và đúng là tiền nào của đấy, nghe quá là chất và hay, tiếng sâu. Dù ngồi nghe rất là gần nhưng mà cảm giác không hề bị đau đầu, và cảm giác một cái gì đó nó đi sâu vào trong cảm xúc và nó làm cho em cảm thấy là nghe tiếng cảm xúc rất là mạnh khi cảm nhận chiếc tiếng bát của chiếc trầm Koda G15 này. Thì
về số điện thoại online cũng như là cửa hàng Hiếu Minh Auto em để dưới kênh tiêu đề nhé. Các bác còn hỗ trợ có thể liên hệ trực tiếp với Hiếu Minh Auto. Bây giờ thì em xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại toàn thể các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Auto. Xin chào và hẹn gặp lại.